Hàng nghìn cư dân sinh sống tại khu đô thị Kim Văn Kim Lũ và khu đô thị Linh Đàm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đang náo loạn vì chính quyền giải tỏa các bãi trông giữ ô tô sai phạm trên địa bàn. Tại các con đường phía sau dãy nhà, ô tô của người dân đỗ tràn cả bên trong lẫn bên ngoài khu chung cư, bất chấp biển báo cấm dừng đỗ. Cùng với đó là tâm trạng bức xúc, lo lắng, ghi nhận của phóng viên VTC14 trong tối ngày hôm qua. Vâng, thưa quý vị, 8 giờ tối và hiện tôi đang có mặt ở chung cư Kim Văn Kim Lũ. Đằng sau tôi là biển cấm, tuy nhiên rất nhiều xe ô tô đậu đỗ ở ngay bên đường Nguyễn Xiển, lối đi vào chung cư Kim Văn Kim Lũ. Và nguyên nhân được cho là ở bên trong chung cư Kim Văn Kim Lũ đang xảy ra hiện tượng ùn tắc và dường như người dân không thể tìm thấy chỗ gửi xe cho xe của mình. Vài ngày qua, anh Nguyên phải gửi xe ở một bãi trông giữ của một chung cư cách xa nhà tới 20 phút đi bộ. Và tất nhiên với chi phí cao hơn hẳn trong vài ngày qua. Thì trong một tuần vừa rồi thì tôi phải tìm phương án khác, đó là đi hỏi khắp xung quanh đây trong phạm vi 1 km để gửi xe. Hiện tại là tôi không dám gửi tháng ở đấy vì chưa biết là ở đây là tình trạng nào, tôi phải gửi ngày. Thì gửi ngày tôi là ban ngày thì là 30.000 buổi sáng, còn ban đêm là 40.000, tổng là 70.000 một ngày một đêm, rất là xáo trộn. Bình thường là tôi chỉ việc xuống đường và đi khoảng 50m là tới lấy được xe. Bây giờ tôi phải đi bộ khoảng 10 đến 15 phút. Đấy, và tôi lấy xe xong rồi vòng với đón vợ tôi được mất khoảng 15 20 phút. Chồng em cái đặc thù công việc ấy thì là đi làm từ 8 giờ sáng đến có hôm 10 rưỡi 11 giờ, có hôm 12 giờ. Đấy, thời gian mà ví dụ bây giờ cứ bảo là đi gửi ở một bãi xe nào đó cách đây hàng cây số, mà nhất chắc chắn là xung quanh đây là không có bãi xe nào rồi. Đấy, mà bây giờ đi gửi tận ở đâu cách đây có thể là cây số đi chẳng hạn, hoặc thì cái thời gian lúc đấy thì đi sẽ rất là vất vả, không đảm bảo được công việc, cũng không đảm bảo sức khỏe. Khi phóng viên tiếp cận khuôn viên các tòa CT11, CT12A, tòa VC2 thuộc khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, tình trạng ùn tắc cục bộ đã xảy ra. Đêm xuống, khuôn viên của chung cư gần như bị bao kín, ngăn cả lối đi của dân cư. Câu hỏi đặt ra, nếu xảy ra tình trạng hư hỏng, thậm chí là mất mát tài sản, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi xe trước đây thì tôi gửi trên bãi, có một vệ trông, nhưng bây giờ thì đóng hết cửa rồi thì bây giờ tôi để ở ngoài đường. Thế giờ xe hư hỏng thì anh tính như thế nào? Thì cũng phải chịu, tôi biết làm nào, vì cho bây giờ không biết được gửi ở đâu. Mình mong chính quyền địa phương với các cấp các ngành tạo điều kiện cho có một chỗ để xe nào đó yên tâm cho người dân công tác hoặc là về nhà, thế thì yên tâm. Nhưng bây giờ mình mỗi lần lên nhà thì cũng nghĩ đến xe thì cũng lo, nhưng mà cũng không biết làm nào. Do không đáp ứng đủ điều kiện, có nhiều vi phạm nên bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 vừa qua, nhiều bãi xe ở phường Hoàng Liệt đã bị giải tỏa. Vấn đề nằm ở chỗ cách thực hiện theo kiểu sáng thông báo, chiều cấm gửi một cách quá đường đột, không theo một kế hoạch cụ thể nào của chính quyền địa phương, đã đẩy người dân vào tình huống bị động. Và tất nhiên, sáng hôm nay sẽ là một buổi sáng không hề vui vẻ gì đối với chủ nhân của chiếc xe này.